JK Audio, nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, đó là cái Sub B3 mã là 815 Plus 340 mặt trước đã về với anh Mai Văn Lưỡng ở Lào Cai ạ. Ở bên em có tặng anh dây AV và jack Canon để anh chuyển từ tín hiệu máy lưng tiếng xuống. Và bên em có món quà chuyên cho anh Lưỡng nhé, và một cái áo mưa JK Audio được in hình đầy đủ ạ. Vâng, thì anh Lưỡng nhé, đây là sản phẩm mới bên em bỏ ra trước khi test và gửi cho anh. Vâng, đây cái hộp của anh đây ạ. Vâng, đây là hàng cao cấp, vì thế các bác yên tâm về tất cả những cái chất lượng và những cái linh phụ kiện đi kèm và những cái bao bì hai bìa các tông rất là chắc chắn, và những cái xốp góc này rất là dày để chúng ta có thể vận chuyển đi xa đấy, rất là vô tư. Vâng, thì bên này là còn một cái hộp nguyên bên em đây ạ. Đây là cũng là một cái Sub B3 815 Plus còn nguyên trong thùng, bên em chưa bóc, đây có cả chữ Trung Quốc đấy ạ. Chữ Trung Quốc. Cái này xuất xưởng từ ngày 26 tháng 6 năm 2019, rất là mới. Vâng, chúng ta quay trở lại cái Sub B3 815 Plus nè, của anh Lưỡng đi ạ. Vâng, phía trước cái B3 815 Plus thì được bảo vệ bởi cái ECAM bằng lụa rất là mềm mại. Đó. Và khung khá là dày dặn, rất là chắc chắn. Ở phía bên trong là cái bát 40 đấy ạ. Vâng, đây là 340 đang chơi đấy ạ, đang chơi của anh. Vâng, đây là dòng rất là đặc biệt của B3, được làm bằng màu vân gỗ để đưa ra những cái mẫu mã đa dạng hơn. B3 thì chuyên về cái màu đen sần, thì bây giờ đã ra được màu vân gỗ để đa dạng, chúng ta có thể chọn phù hợp với không gian gia đình. Và anh Lưỡng ở Lào Cai cũng vậy ạ. Đặc biệt cái dòng này em kể những cái nổi trội của nó so với cái dòng 40 trên thị trường. Đầu tiên đó là nó sở hữu cái công suất max của nó là 700W, và đặc biệt là sở hữu nguồn xuyến rất là to và cao đó, và đặc biệt chạy 4 sò 2 tụ cũng rất là khủng, to 4 sò thì là rất là to của Toshiba. Và đặc biệt cái dòng này sở hữu từ kép là từ giật cấp, hàng chuẩn, tiêu chuẩn của quốc tế và của nhà máy. 340 được bảo vệ bởi một cái khung thép rất là dày. Cái này thì bên em cũng có video quay chi tiết về cái dòng sản phẩm Sub B3 815 Plus này trên một video khác. Vâng, để nói cái dòng Sub cao cấp thì dòng này hiện tại đang đứng đầu bảng về cái phân khúc 340 dùng cho gia đình với không gian khoảng 40-50m2, thì cái Sub B3 815 Plus thì nó đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn mà chúng ta đề ra, chất âm trầm cực kỳ là tuyệt vời, và cái hình dáng cực kỳ là đẹp, đặc biệt là màu vân gỗ cực kỳ là dễ phối ghép. Vâng, đây là phía sau anh Lưỡng nhé, và xúc anh đang chạy đấy ạ. Đặc biệt cái dòng này nó có thêm một cái đường input bằng jack Canon, chúng ta có thể kết nối trực tiếp bằng jack Canon 2 đầu để chúng ta lấy tín hiệu. Ở đâu thông thường thì chúng ta cứ kết nối bằng cầu đỏ đen hoặc là bằng tín hiệu JAV, đó là cái vượt trội sau cái dòng 340 hiện nay trên thị trường hiện nay. Vâng, thì đây là cái Sub B3 đấy ạ. Sub B3 mang model là 815 Plus. Đây là phân khúc cao cấp của dòng B3. Lỗ thông hơi được làm bằng lỗ thông hơi được làm phía dưới, hơi đánh rất là mạnh. Đây ạ, rất là mạnh. Rồi bây giờ em thử tắt súp của anh đi nhận để anh so sánh nhà không có súp nhé. Đây volume đây ạ. Cái LPF này là cắt tần số thì anh cứ cắt hết cho em. Để nó lấy cái giải siêu trầm, nó cho cái tái tạo âm thanh nó rất là chuẩn. Anh vặn cao lên nó sẽ bị cứng đi nhá. Thì anh lưu ý cho em cái LPF này anh cắt hết cho em. Volume thì anh phù hợp với đơn la của chúng ta, ví dụ là 25, là 30, là 40 thì chúng ta vẫn volume thôi ạ. Vâng, thì làm tắt đi này. Đây nhạc không xúc đấy ạ. Rất là mỏng anh nhá. Và xúc không đánh nữa. Và xúc không đánh nữa anh ạ. Vâng, nhạc nó khác nhau hoàn toàn.
Vâng, bây giờ em lại bật xúc của anh lên đi ạ. Đấy, và anh cứ nhà cái bài nhạc khác nó sẽ hay hơn rất là nhiều, ấm hơn, đặc biệt là cái giải siêu trầm của cái Sub B3 mang là 815 Plus tái tạo rất là hoàn hảo ở cái giải tần từ 20 đến 100 mm tái tạo, nó hoàn hảo từng một nốt nhạc một. Vâng, thì đó là những cái tính năng nổi trội của cái Sub B3 815 Plus của anh Lưỡng ở Lào Cai. Vâng, thời tiết nó hơi tối một tí. Vâng, các bác nhìn cái đường nét của nhà máy sản xuất nó rất là hoàn hảo, tinh xảo, không có một lỗi lầm gì. Nó được chú ý từ những cái chi tiết nhỏ nhất, vì thế chúng ta khi mà chọn lựa cái sản phẩm Sub B3 815 Plus cao cấp của dòng B3 này thì thật sự là nó đạt đầy đủ mọi tiêu chuẩn về chất lượng, về hình dáng. Vâng, thì đó là cái giải siêu trầm được tái tạo bởi cái Sub B3 815 Plus. Chúng ta đang thưởng thức cái Sub của anh Lưỡng. Vâng, bác nào có theo dõi video của JK Audio thì các bác muốn sở hữu cho mình một cái Sub cao cấp như thế này thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh nhé. Vâng, bên em sẽ cập nhật và tư vấn cho các bác làm sao phù hợp. Dễ chịu, cái giải siêu trầm được tái tạo rất là sâu. Vâng, gân cao su tinh khiết rất là mềm, vẫn đang chơi ạ, rất là mềm. Vâng, anh Lưỡng nhé, hiện tại cái Sub B3 815 Plus của anh đang hoạt động rất tốt. Vâng, sau đây xin phép được bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh. Vâng, sau cùng đang thay mặt công ty chúc anh Lưỡng và gia đình sức khỏe và cho anh luôn thành công ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. À, một điều đặc biệt nữa là cái dòng này là xúc điện có thể kết nối rất là đa dạng nhé, âm ly, vang, đẩy hay là lưng tiếng, nó kết nối rất dễ, để chúng ta nó không kén cái thiết bị hỗ trợ cho nó đâu ạ.